Tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện của Alan Cao bắt đầu từ khi khởi nghiệp, sau đó là chuyển lên phát triển tăng trưởng và sau đó thì scale up như thế nào. Có thể đâu đó các anh chị sẽ tìm thấy là gì, một ý tưởng, một vài số ý tưởng, và tại làm sao mà cái chỗ doanh nghiệp kia chúng ta là vẫn loay hoay không phát triển được, thì có thể biết đâu được sau ngày hôm nay về là tăng trưởng là bằng đó. Và chúng ta còn đang loay hoay chưa dám start up thì có khi hôm nay chúng ta cũng phải khởi nghiệp ngay mà luôn. Khi mà khởi nghiệp thì Alan Cao bắt đầu làm nghề xây lắp, và cách chọn của chúng tôi cũng giống như các doanh nghiệp vừa nhỏ khác là gì, là chọn cái mà gì, doanh nghiệp lớn người ta bỏ ngỏ, và thị trường đấy là thị trường còn gì, thị trường còn rất là thuận lợi. Đó chính là gì, khi khởi nghiệp, mặc dù là ông Nam ông ấy học trường đại xây dựng về, nhiều thằng thì đi chọn làm cho các cái công ty lớn rồi để mà xây những nhà cao tầng các thứ này kia, thì lúc ông về thì ông chọn cái gì, ông về ông xin thành lập một đội, đội số 5, đội xây dựng số 5 trong công ty cơ giới xây dựng ông Anh để ông xin nhận việc về, và ông chỉ đi làm việc với các trưởng thôn và các xã để xin làm các cái đường cấp phối, làm các cái đường theo kiểu dạng đường nông thôn ấy, với lại làm cái đường những cái rãnh, thì những cái công ty lớn người ta không thèm để ý. Và các cái chỗ quan hệ với trưởng thôn với xã thì có dễ không các chị? Rất là đơn giản đó. Và đặc biệt ông ấy có lợi thế là gì, ông là ngày xưa là ông chủ tịch hội đồng hương ở Đông An, thành ra cái quan hệ với cấp huyện, quan hệ với cấp xã ông có nhiều quan hệ. Và ông lại là sinh viên học chính quy về, ông khác với những cái doanh nghiệp địa phương khác là gì, ông là trí thức. Thế chính vì thế cho nên là ông thấy cái sức mạnh cái đấy, thì ông chọn cái thị trường ngách đấy. Và thị trường đấy là cái thị trường mà ít rủi ro, bởi vì là gì, làm những cái công trình theo kiểu dạng cái đường với cái rãnh đấy thì ít bị đổ, và các cái đấy thì mình cũng có thể nói rằng là gì, là nó dễ làm hơn rất nhiều so với các công trình các nhà cao tầng, đúng không các anh chị? Thế thì đấy, khi mà chọn mỗi một nghề, chọn mỗi một ngành thì chúng ta xem cái thị trường nào là cái thị trường mà hiện nay là chúng ta có cái thế mạnh và nó ít bị những ông lớn đang dòm ngó, và chúng ta có những cái thế mạnh đấy hơn so với những người xung quanh chúng ta, chúng ta hơn một chút, đúng không? Là tốt rồi. Thế và phải quất thôi. Thằng khác làm được, mình phải làm được hơn, đúng không? Và mình phải có cái gì đấy độc đáo. Thế chúng tôi chọn cái như vậy, đúng không? High five với người bên cạnh. Thằng khác làm được, mình phải làm được hơn. Chọn cái đó, chọn cái nào độc đáo mà thằng khác đã làm được độc đáo rồi, mình còn độc đáo hơn nữa. Có một cái chút gì đấy được. Thế đi. Đấy chính là cái gọi là khi bắt đầu. Và sau đó thì cũng suốt 10 năm đó, 10 năm thì cũng có sự tăng trưởng. 10 năm đấy từ năm 1995 đến năm 2005 cũng tăng trưởng, nhưng mà chưa có đột phá. Lúc đấy thì như tôi nói là cái đến năm 2007 để 8 mà vẫn còn được 40 người, vẫn có 40 người, đúng không? Và 40 người thì các anh chị biết là doanh số lúc đấy chỉ hơn 100 tỷ thôi. Thế như vậy là cũng loay hoay chứ không phải là... Vì sao lại như vậy? Bởi vì bản chất là cái năm mà... Năm 2007... À, năm 2005 tôi về nước là cũng một nhân một cái... Về để tôi thu thập dữ liệu cho cái nghiên cứu tôi. Thì tôi bảo anh trai tôi là anh ạ, trong kinh doanh mà nếu mà anh cứ làm theo kiểu dạng là như này, một là phụ thuộc cá nhân anh rất nhiều. Phụ thuộc cá nhân bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi thứ đều anh là chỉ đạo hết, cái gì đến anh, đúng không? Không có cái gì không anh cả. Và các chị cũng biết đó, 5 năm liền anh trai tôi không đưa được vợ con đi chơi. 5 năm liền chị dâu tôi với các con của anh tôi không đi chơi đâu. Mặc dù rất yêu vợ, yêu con, thì yêu gia đình, anh trai tôi là một người cực kỳ yêu gia đình. Thế nhưng mà không đi được, bởi vì thực ra là lệ thuộc rất nhiều, bởi vì cứ đi ra thì ở nhà thì là gì? Công việc nó lại có vấn đề. Thế thì vậy thì tôi bảo là anh ạ, bây giờ là nếu như cứ làm cái này thì cực kỳ là rủi ro. Bởi vì bây giờ những anh ốm xuống đấy sao? Đúng không? Có ai nghĩ đến điều đấy không ạ? Ốm xuống đấy sao? Và nhớ đâu là có rất nhiều những người là vì một cái tai nạn cái, thế cuối cùng là thế thì người chủ doanh nghiệp
là ra đi thì doanh nghiệp cũng được sao? Cũng ra đi. Và biết bao nhiêu con người ăn theo, đúng không? Thì đấy là một cái sự là cái rủi ro. Cái nữa là gì? Là kiếm việc. Kiếm việc mà xây đắp thì các chị có biết là nó là gì? Nó là quan si, nó là quan hệ, đúng không? Kiếm việc xây đắp đa phần là từ quan hệ và nó là các chị săn lùng cá nhân. Tức là gì? Là bán hàng dự án. Mà bán hàng dự án ấy, thì lệ thuộc cực kỳ vào cá nhân. Như vừa rồi chỗ Central Construction tách ra, anh Tuấn anh tách ra từ công ty con ấy. Ở đây ai biết công ty con? Công ty con là công ty xây dựng số 1 của đất nước Việt Nam chúng ta. Và anh Tuấn anh là phó cho anh Dương, anh tách ra Pháp. Anh mang đi hàng hơn 200 người và anh mang đi khối lượng hơn 4.000 tỷ sản lượng. Hơn 4.000 tỷ sản lượng. Thế thì các chị thấy rằng là bởi vì cái quan hệ đấy của anh Tuấn, đúng không? Tất nhiên là do anh Dương anh quá khủng rồi, anh có cái lực lượng rất lớn và đến tầm này thì nó cũng hơi trông trần một tí, nhưng vẫn không sao. Nhưng mà giả định rằng một người phó của các anh chị là một người bán hàng rất giỏi, là người lấy dự án về rất giỏi, thế sau đó thì nó mang đi hết, đúng không? Thì các anh chị có nghĩ thế nào? Quá nguy hiểm, đúng không? Thế vậy cho nên là ở đây tôi muốn nói rằng là gì? Là cái doanh nghiệp nào đấy mà đang lệ thuộc vào cá nhân, đang lệ thuộc vào yếu tố cá nhân đó thì nhất định chúng ta phải làm thế nào đấy để gì? Phải thay đổi, phải làm thay đổi và không được lệ thuộc cá nhân. Thì tôi bảo anh ạ, có hai yếu tố mà em phải nói với anh. Là yếu tố thứ nhất là anh phải là làm thế nào đấy để có được gì? Có được cái gì? Branding. Và tôi ví là kinh doanh nó cũng giống như một cái con tàu bay ấy. Giống như con tàu bay, một cái tôi gọi là gì? Thương hiệu. Thương hiệu. Một cái tôi gọi là gì? Một cánh còn lại tôi gọi là hệ thống. Thương hiệu. Vì sao tôi nói với anh trai tôi như vậy? Năm 1997 tôi ở bên Thái Lan, vẫn một cái áo mặc của Việt Nam may ra, khi bán lúc đấy giá của cái áo đấy là chỉ có khoảng tầm là 70.000 đồng, đóng một cái trademark vào Nike bán lên đến 800.000 đồng, tức là gấp hơn 10 lần. Vậy người ta mua vì vẫn cái chất lượng đấy, vẫn cái áo đấy, vẫn cái nhà may đó, nhưng mà bán với cái thương hiệu của Việt Nam mình thì chỉ có là dưới 10%. Vậy đó là cái gì? Người ta mua Nike vì thương hiệu. Nếu các anh chị ra ngoài chợ, các anh chị ra ngoài shop, các anh chị mua bánh cho các con, các anh chị có nhắm vào những cái thương hiệu tốt để các anh chị mua không? Đúng không? Các anh chị sẽ phải nhắm vào những cái thương hiệu nào? Ví dụ như là Kinh Đô, đúng không? Là Hữu Nghị, là Hải Hà, Lén Trắng mà chúng ta đã quen thuộc rồi. Có đúng không? Đấy, cho nên là tôi bảo là bây giờ nếu không muốn lệ thuộc vào cá nhân thì cái chúng ta phải xây dựng là gì? Là thương hiệu. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai, nhưng có thương hiệu rồi nhưng anh không có hệ thống để nó chạy thì có tự động được không? Hệ thống là gì? Hệ thống tức là những cái quy trình đã có, là những con người được lắp đặt vào các vị trí và nó cứ chạy tốt, đúng không? Nó là các từng bước một. Thế cho nên là công ty nó cũng giống như máy bay. Nếu mà chúng ta có cả thương hiệu, chúng ta có cả hệ thống thì nó là bay hai cánh. Còn nếu chúng ta chỉ có một cái thì gọi là cánh cụt cánh xòe. Nếu mà chúng ta bay, có thể chúng ta vẫn bay nghiêng được, nhưng mà có bay được dài không? Không, không bay được. Cho nên là các bạn hãy high five với người bạn cạnh của mình và nói chuyện. Đừng để cánh cụt cánh xòe. Đấy là bền vững. Đấy là bền vững. Và chính vì vậy nên là tôi bảo là anh ấy nhất định là phải xây dựng cái gì đấy nó tính chất là để không lệ thuộc yếu tố cá nhân. Anh trai tôi thì cực kỳ thông minh, ông nghe vắt ông hiểu luôn và ông bắt tay luôn. Và năm 2005 là chính thức là bọn tôi lấy cái lô đất ở Nguyên Khê, và cũng là trụ sở của chúng tôi từ đấy, trụ sở. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chuyển sang bên chỗ nhà, bên chỗ cầu Nhật Tân rồi. Thế thì tôi muốn nói với anh chị là lúc đấy là chúng tôi bắt đầu nghĩ sang là đầu tư sang sản xuất. Và năm 2005 đấy là đánh dấu mốc là chính thức mở rộng sang sản xuất và mua thêm một cái lô đất ở dưới Vân Độ.
Mục tiêu Lô Đất Hà Nội để mở rộng ra, phát triển sang cái mảng cống bê tông, sản xuất cống bê tông. Và vì sao lại cống bê tông? Bởi vì lúc đấy chúng tôi làm xây dựng, làm rất nhiều đường. Lúc đấy thì làm nhiều đường rồi, hơn 100 tỷ thì cũng không phải ít rồi. Thế làm đường thì có cống ở dưới. À, thế thì như vậy là nghĩ đến cái hệ sinh thái là gì? Ít nhất là mình phục vụ gì? Chính mình cái này. Và mua một cái dây chuyền xong rồi thì là coi như là gần như là hết câu hao. Và lúc đấy bán cho mọi người thì mình cứ bán giá rẻ. Bán chất lượng cao mà giá rẻ. Chất lượng châu Âu giá Trung Quốc thì nó có mua không? Hai vài người bên cạnh có nói rằng là chất lượng châu Âu giá Trung Quốc. Thế thì tức là cách đầu tư làm thế nào đấy để cho chúng ta lành cái đầu là gì? Sau khi mà chúng ta bán xong cái này chúng ta đã gần như thu hồi câu hao được rồi. Mà cái gì mà thu hồi có bao trong khoảng 1 năm đến 2 năm ấy, thì phải đầu tư ngay, đúng không? Phải đầu tư luôn. Thế thì chính vì vậy cho nên là mình đầu tư cái đó. Thế thì sau khi mà chúng tôi là phát triển sang đấy thì đồng thời nữa là gì? Là anh em chúng tôi có làm thêm cái nhà máy rượu và tôi trực tiếp là tổng đốc cũng đấy. Mà vì sao lại nhà máy rượu? Bởi vì thực chất là nó là cái xuất phát từ cái đam mê. Lúc còn nhỏ anh em tôi buôn rượu, mà rượu lái, rất lãi. Bọn tôi buôn pháo này, bọn tôi buôn rượu này, rồi anh em tôi mua thuốc lá ở Đình Bảng về bán này, mua thuốc lá về bán này, mua toàn những thứ đặc biệt, tức là hàng đặc biệt. Thì hàng đặc biệt thì lãi cao, mua 600 đồng ở bên chỗ Bắc Ninh về bán 1.800 đồng, lãi gấp 3 lần, đúng không? Thế thì rượu là mặt hàng lãi cao, bia là mặt hàng lãi cao, thuốc lá là mặt hàng lãi cao. Thì bọn tôi nghĩ đến cái lãi cao, mà làm doanh nhân thì cứ cái gì lãi cao là người ta sẽ nhảy vào để mà đầu tư, biết làm sao là có giá trị cho xã hội. Thế thì lúc đấy bọn tôi mới nghĩ là đầu tư ra rượu. Và đầu tư ra rượu thì cũng chỉ muốn làm thế nào đấy là gì? Là mình phải làm sao là công nghiệp hóa rượu truyền thống của Bắc Ninh, làng Vân với làng Đại Lâm. Nghĩ như thế, đầu tiên chỉ nghĩ như thế. Nhưng mà lúc đấy tôi đang ở châu Âu thì tôi mới được cơ hội tôi đi thăm Scotland, tôi đi thăm là bên chỗ Pháp, rồi Thụy Sĩ, rồi đi thăm Tây Ban Nha, rồi Ý, Áo. Nói chung là tôi đi thăm rất là nhiều. Đi thăm khắp các nước của châu Âu, rồi cùng với anh tôi đi thăm ở Trung Quốc, về Hàn Quốc, về Nhật Bản trước khi chúng tôi đầu tư. Và việc ra đời của nhà máy rượu đấy là kết tinh lại là từ cái đam mê từ nhỏ, bố mình nấu rượu, mình buôn rượu và mình cũng muốn là xây dựng một cái thương hiệu rượu cho đất Việt. Bởi vì bọn tôi mong muốn là gì? Mỗi một quốc gia người ta có những cái thương hiệu rượu cho chính khách. Ví dụ như là Nhật Bản có sake, Hàn Quốc có soju, Trung Quốc có mao đài, Ý có rượu vang, Pháp có rượu Bordeaux, đúng không? Và vân vân. Scotland, mình Vương quốc Anh thì có Scotland. Thế thì mình cũng muốn một cái ước mơ là nay mai doanh nhân Việt Nam, nay mai chính khách Việt Nam sẽ phải tự hào để giới thiệu là gì? Việt Nam có rượu gì? Rượu Avia. Đấy là chúng tôi ước mơ. Và chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi sẽ làm được. Vừa rồi chúng tôi có ký một cái hợp đồng với lại bên chỗ Hiệp hội Bia rượu Nhật Bản để họ chuyển giao công nghệ để làm theo kiểu Nhật Bản. Và đến bây giờ chúng tôi, cái ước mơ mà chúng tôi muốn là cái trên ban thờ Việt Nam phải là chai rượu, chai nước đặt lên trên ban thờ đấy, thì chúng tôi đã làm được rồi. Đó. Và rất nhiều các gia đình hiện nay đang là có những cái chai nước 3A này thờ trên ban thờ. Rất nhiều chùa chiền. Thế thì đấy là một phần. Và cái mà những gì năm 2005 tôi chia sẻ với anh tôi thì bây giờ đã trở thành hiện thực. Và các nhà máy, ví dụ Amaka 1 mở ra sau 4 năm chúng tôi trở thành số 1 miền Bắc. Đó. Rồi cái nhà máy nước này sau 10 năm, sau 6 năm như tôi chia sẻ phần trên thì chạy tự động. Sau 10 năm bây giờ không sản xuất, không kịp để bán. Và vừa rồi tôi phải mở rộng tiếp, anh em tôi là đầu tư thêm gấp 2,5 lần để dây chuyền. Ai đó ở Nguyễn Khê, ai đó ở Đông Anh ấy, thì hãy đi qua Nguyễn Khê đường Lê Hữu Trịnh thì thấy chúng tôi trồng lên 5 tầng và chúng tôi đang mở rộng để đầu tư nó. Thế và bây giờ chúng tôi cũng thực sự là cảm thấy hạnh phúc. Và chính nhờ cái này cho nên chúng tôi mới thấy rằng à, như vậy là gì? Mình tiếp tục đầu tư ra những cái mà có tính hệ thống như vậy. Thế bây giờ chúng tôi có thêm Eurobuy cũng chạy là hệ thống phân phối. Chúng tôi có Novo cũng chạy hệ thống phân phối. Chúng tôi có Volta cũng chạy hệ thống phân phối. Đúng không? Thế thì cho nên là đến khi mà chúng tôi là bứt phá thì cách thức bứt phá của chúng tôi là chọn lựa những cái gì đấy mà mình có thể nói rằng là gì? Nó phải là big volume, tức là nó phải là gì? High volume, tức là số lượng lớn, cái này số lượng rất lớn. Hoặc là high value, tức là phải là gì? Giá trị cao.